Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Dị Thế Tà Quân tập 251 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1231, một tiếng huynh đệ nặng nghĩa cả đời. Đại quân cứu viện thiên phạt, tổng cộng 12.8900, toàn bộ xuất chiến, cuối cùng chết trận hơn 3.000. Quân vô ý thở dài một hơi. Diện quân đại lục khác bởi vì tới muộn, tổn thất cũng không có quá lớn. Độc Cô Tung Hoành im lặng nói, nhưng mà thực lực bọn họ tương đối yếu kém, đối mặt với lũ tạp nhân ngoại tộc, không nhiều đường sống sót để mà trở về. Tham chiến 13 vạn người, cuối cùng chỉ có không đến 10 vạn trở về. Quân thuộc Tàn Thiên Vệ Hồn tổng cộng chết trận 13 người, còn lại tất cả đều trọng thương. Ưng Bác Không cả người vẫn quanh quẩn lên sát khí nồng đậm, yên lặng nói. Nói xong những cái lời này, hắn quay mặt đi, lén lút lao qua nước mắt. Những người này đã hơn một năm rồi, hầu hết đều cùng với mình sớm chiều chung sống, hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. Quân Mặt Tà ảm đạm thở dài. Phàm là người tham dự cái trận chiến này bỏ mình chết đi, toàn bộ phải chôn cất chu toàn, đối đãi gia quyến của họ cần giống như đối đãi người nhà công thần, chiếu cố ổn thỏa. Nếu bọn họ có yêu cầu gì, chỉ cần không phải là yêu cầu vô lý, cố gắng thỏa mãn tối đa. Với con cháu của bọn họ đời sau đều phải cẩn thận bồi dưỡng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho những anh hùng ở dưới cửu tuyền mắng chúng ta. Mọi người nghe xong, đồng thời dùng sức gật đầu trịnh trọng nhận lệnh. Còn điều này, nhất là đối với những người thi hành của Tà Quân Phủ, nếu phát hiện có người dám can đảm khi dễ nhục mạ công thần quả phụ, con cháu anh hùng, như vậy, một khi mà phát hiện, không cần biết là người nào, thân phận gì, lai lịch gì, giết không tha. Quân Mặt Tà lạnh lạnh nói, khẩu khí nghiêm túc, cho thấy quyết tâm của hắn bền vững tới mức như thế nào. Ta sẽ tức khắc hạ lệnh, đem mệnh lệnh này nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ. Mai Tuyết Yên gật gật đầu, ánh mắt nhìn Quân Mặt Tà lại có thêm vài phần sáng rọi, kiêu ngạo tự đáy lòng. Đối đãi công thần chi hậu là vấn đề tồn tại phổ biến ở đại lục này. Có rất nhiều người nhà tướng sĩ chết trận bởi vì không có chỗ nương tựa mà bị khinh khi làm nhục, bị xem như là hàng hóa mua bán trao đổi, coi như là nô lệ của nhà quyền quý. Nữ tử có một chút tư sắc, vận mệnh còn thảm không nói nổi. Nghiêm lệnh của Quân Mặt Tà ban ra và lúc này có thể nói hữu ích vô cùng. Chúng ta quyết không thể làm cho anh hùng sau khi mà đổ máu còn phải rơi lệ. Quân Mặt Tà trịnh trọng, lát sau nhẹ giọng nói. Đương nhiên, công đạo ở lòng người, nếu gia quyến của những anh hùng này có phạm pháp hoặc là phạm phải những cái tội không thể tha thứ khác thì cũng không thể dung túng. Anh hùng hai chữ này tất nhiên một phần vinh quang, nhưng cũng không thể ỷ vào quang vinh đó mà ăn bám cả đời. Trên mặt này vẫn chỉ có chừng mực. Trong mắt Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân đồng thời lộ lên vẻ tán thưởng. Những gì Quân Mặt Tà an bài có thể nói cực kỳ ổn thỏa. Cứ như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch phát sinh, đồng thời cũng tránh được công thần sau khi mà được tôn vinh lại không chịu cầu tiến, tác hoài tác quái, bôi nhọ thanh danh anh hùng. Quân Mặt Tà trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi Mai Tuyết Yên. Chuyện của bên Tam Đại Thánh. Mai Tuyết Yên hiểu được ý của hắn, nghiêm mặt nói. Bên kia không có ai động tới, hết thảy đều đã duy trì nguyên dạng như lúc trước đại chiến. Ta biết ý của người, sáng sớm phái người qua canh gác rồi. Quân Mặt Tà dương người đứng lên nói. Mọi người cùng ta đi xem đi. Tất cả mọi người cùng xuất môn. Lều trại của người Tam Đại Thánh Địa khi còn sống vẫn ở, tổng cộng có mấy trăm tòa, sừng sững ở vị trí cũ, tiếng gió gào thét ầm ầm, liều trại trống rỗng, phân ra ba khu rõ ràng. Đây là dấu tích cuối cùng của Tam Đại Thánh Địa để lại trên cả miền đất này. Quân Mặt Tà yên lặng một hồi, thấp giọng nói, mọi người đều đã giàu sinh ra tử, đánh tới phút cuối cùng, mạc vô đạo, cầu cho ba vị tổng chủ thánh địa các ngươi mang theo mọi người của thánh địa ở thế giới hư vô bên kia bình an hỷ nhạc, vĩnh viễn không cần phải lục đục với nhau. Mai Tuyết Yên nghe xong những cái lời nói này liền không dằn nổi đau xót trong lòng. Năm đó ước nguyện ban đầu khi mà sáng lập Tam Đại Thánh Địa thực sự rất là đơn thuần, chỉ là vì chống quân xâm lược,
ngàn vạn năm mãi miết cho vùng đất hoang dã cằn cỗi này tình cảm là cao thượng sâu đậm đến mức nào. Nhưng mà chính là một câu lục đục với nhau kia, cuối cùng mạnh mẽ chôn vùi cái đoạn truyền thống huy hoàng kéo dài mấy vạn năm, đồng thời cũng làm cho thiên phạt nhất mạch trong một khoảng thời gian gần 1.000 năm không gượng dậy nổi. Nếu ý chí của người lãnh đạo Tam Đại Thánh Địa có thoáng hơn một chút thì đỡ rồi. Mai Tuyết Yên tự diễu lắc đầu, có vẻ cái điều này không thể có khả năng. Người và quyền thú vốn là hai thái cực, khó có thể điều hòa. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong trướng bồng, chỉ thấy bên trong ở hai bên chỉnh tề bày đặt cái thạch tản trầm mặc vĩnh cửu, tựa hồ những cao thủ thánh địa cao thủ này vẫn luôn trầm mặc ngồi đó, hình ảnh huy hoàng hôm kia lại như ở trước mắt. Trên cái bàn được an vị ở trung tâm, chỉnh tề xếp chồng chất lên một sắp túi thư, phong ở trên cùng có viết hai chữ cổ Hàn to bằng máu tươi. Quân Mặc Tà yên lặng thở dài, sau khi mở ra, bên trong ngoài một khối ngọc bội còn có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng mấy hàng chữ viết bằng máu đầm đìa: lưỡng thế tang thương, dạng cổ quang dinh, nhất triêu thành công, duy tử tương báo. Hai đời tang thương, dạng cổ vinh quang, có cũng như không, chỉ chết là còn. Nhưng Quân Mặc Tà biết rõ khối ngọc bội này chính là kỷ vật duy nhất mà cổ Hàn để lại cho Kiều Ảnh. Ngọc bội kia trong suốt thông thấu, mượt mà lưu trơn, cứ như lúc nào cũng tản ra hào quang, chạm vào ấm áp nhưng mà lại mang theo một tia hàn khí ôn nhu. Đông ấm hè mát, không hề nghi ngờ đây là khối ngọc bảo hiếm thấy trên đời. Quân Mặc Tà gói cái túi giấy lại, đem ngọc bội giao cho Mai Tử Yên nói: khối ngọc này sau này ngươi giao cho Kiều Ảnh, nói là cả cổ Hàn lưu lại cho nàng. Mai Tuyết Yên nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng hiền thục dạ một tiếng cầm lấy ngọc bội. Mai Tuyết Yên nghi hoặc, đương nhiên khó hiểu Quân Mặc Tà vì sao mà không tự mình làm việc này. Nhưng mà nàng thật sự không biết được rằng Quân Mặc Tà lúc này đang rất là mâu thuẫn, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào với Kiều Ảnh. Nếu quả thật gặp được nàng, rốt cuộc có nên nói cho nàng biết cổ Hàn chính là cha đẻ của nàng hay không? Dưới túi giấy của cổ Hàn cũng là một phong thư lấy máu viết thành, chữ viết rất mượt mà, ba chữ Mạc Vô Đạo. Trong túi, ngoài một trang giấy ra, không có đồ vật gì khác. Mạc Đạo, Thanh Thiên Chân Vô Đạo, Đắc Tiêu Giao Thì Thả Tiêu Giao, Tiêu Giao, đại ca đến rồi đây. Vị chủ nhân của Độn Thế Thiên Cung này, trước đêm quyết chiến, biết rõ tử vong đã gần trong gang tấc, nhưng ở trong lá di thư cuối cùng, nửa câu không có nói đến cuộc chiến xâm lăng, lại càng không có đề đến dinh nhục được mất, từ đầu duy nhất chỉ một câu: Tiêu Giao, cũng chính là tên đệ đệ Mạc Tiêu Giao của Mạc Vô Đạo. Quân Mạc Tà chấn động tự đáy lòng, từ trong một câu này không khó nhìn ra tình cảm huynh đệ giữa Mạc Vô Đạo và Mạc Tiêu Giao là sâu sắc tới nhường nào. Cứ xem từng tờ, đa số những người Tam Đại Thánh Địa đều chỉ lưu lại có mấy câu đại ý như vậy rồi hy sinh, không hối hận, không quán trách. Cái túi giấy cuối cùng cũng chính là của Lãnh Đồng. Vị ma đồng thánh giả này rất tiêu sái, di ngôn chỉ có ba chữ: không sao cả. Quả thật ra đi rất tiêu sái. Thu thập xong liều trại của Độn Thế Thiên Cung, kế tiếp Chí Tôn Kim Thành, di ngôn đại đa số vẫn chỉ là mấy câu ngắn ngủ như vậy. Chỉ có Chí Tôn Kim Thành Hề Nhược Trần viết xuống một câu như vậy: nếu như hết thảy có thể làm lại từ đầu. Nếu như hết thảy có thể làm lại từ đầu, Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nhìn thấy một câu ước mong này, sau một lúc lâu không nói gì. Nếu như đời người có thể quay lại, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bù đắp những cái gì mà tiếc nuối ở kiếp trước, tạo thành nhân sinh hoàn mỹ vô khuyết của chính mình đây. Nếu như hết thảy có thể làm lại từ đầu thì thật là dễ dàng, nhưng mà cũng là một chuyện người trên thế gian này vĩnh viễn không thể làm được. Một đêm thật là tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, Quân Mặc Tà dậy từ rất sớm, chậm rãi bước vào chiến trường, cứ như thế ở chính giữa đứng yên lặng. Sau khi trải qua một thoáng hoài cổ, Quân Mặc Tà chậm rãi đưa tay ra thấp giọng hô: thổ chi lực, hôm nay ở trong này hãy vì những anh hùng của chúng ta xây lên một cái tấm bia bất hủ đi. Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh
bắt đầu chậm rãi dâng lên càng cao, cứ dâng cao mãi như vậy, liên tục đến giữa trưa, một tòa núi nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều cao mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm dặm. Ở trên đỉnh, ngọn núi chậm rãi mở ra, dần dần hình thành một con ưng khổng lồ, dương cánh muốn bay, mắt sáng quắc, móng vuốt sắc nhọn, toàn thân lông vũ oai phong, nhìn xuống ngàn dặm núi sông ở bên dưới. Hình tượng con ưng khổng lồ này chính là bộ dạng của ưng dương khi mà khôi phục nguyên hình, chẳng qua phóng đại gấp ngàn vạn lần. Quân Mặc Tà dùng tay lên, kim chi lực bày ra cực hạn, tức thời bao một cái tầng sáng chóe quanh bức tượng, khoác lên một lớp mạ vàng lóng lánh. Pho tượng lớn chưa từng có, mới vừa hiển thế, Mai Tuyết Yên cùng với Hùng Khai Sơn, cùng với những người của Thiên Phạt, hầu hết đều lệ đảo quanh trọng, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi, ào ào chảy xuống. Bàn tay to của Quân Mặc Tà tiếp tục dung lên, ở độ cao mấy trăm trượng, xuất hiện một khối thạch bích lớn, dị thường bằng phẳng. Diêm Hoàng chi quyết, ngang trời hiện ra, cấp tốc bay đi, vẽ nên một đạo kiếm quang lành lạnh, dọc ngang đất trời, tức thì lao tới phía trước thạch bích bằng phẳng kia. Sau đó, mọi người đã thấy được trên thạch bích thiết hạ ngân câu, thế nhưng lại xuất hiện một bài thơ. Tự cổ dạng sự giai thành không, hà nhân năng cú lẫn tòng dung. Tự cổ dạng sự hư vô, làm người ai lại thờ ơ sao đành. Chương 1232, Trảm Thảo Trừ Căn. Mấy người Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu ngẩng cổ lên, si ngốc nhìn pho tượng quân dương sừng sững trong trời đất, thật lâu sau không rời mắt được. Tiếp đó, tổng cộng hơn 10 vạn người đồng thời động thủ ở dưới cái đại núi này, từng chút đào huyệt mộ, đem các tướng sĩ an giấc ngàn thu tán trên mảnh đất này. Trong đó có rất nhiều người chỉ có một cái tên, ngay cả nửa điểm hài cốt cũng chưa từng lưu lại, chỉ có thể bỏ vào trong đó một nắm đất. Quân Mặc Tà yên lặng nhìn qua từng bia mộ, nguyên ngày hôm nay hắn một lời cũng chưa nói, ánh mắt âm trầm xa xăm, tựa hồ như đang nhìn thấu sang thế giới bên kia, dâng ánh mắt thành kính cho những anh hùng đang ngủ say. Thánh địa đệ nhất Cổ Hàng chi mộ, Cổ Hàng đỉnh phong thánh dân, ở nơi đây một mình giết chết 3.000 thánh hoàng ngoại tộc, cuối cùng kiệt lực đồng quy du tận cùng với nhiều cường địch, chiến công lớn lao duy nhất trong thiên hạ. Độn Thế Thiên Cung Mạc Vô Đạo chi mộ, Độn Thế Thiên Cung Hề Nhược Trần chi mộ, Thánh Tôn Thiên Thánh Cung Thành Ngâm Khiếu chi mộ, Thánh Tôn Thiên Thánh Cung Khúc Giật Hồi chi mộ. Còn vô số hào kiệt rung chuyển trời đất, bất luận là ai khi còn sống đều là những đại nhân vật có thể khiến cho toàn bộ đại lục đều phải ngước nhìn. Có rất nhiều người lúc còn sống vốn dĩ đã là một truyền kỳ, nhưng mà hiện giờ bọn họ cứ như vậy lặng lặng chôn mình ở nơi đây. Hết thảy là quang vinh, hết thảy là quá khứ, đều ở nơi này theo gió mà đi. Trời xanh không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy. Núi lớn không nói gì, lặng lặng thủ hộ lấy toàn bộ ở nơi này. Quân Mặc Tà trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, trong lòng vẫn cuồn cuộn dấy lên cảm xúc. Ở dưới chân ngọn núi này, ở phía bên trên những bia mộ là những hàng chữ cao gần 10 trượng được khắc vào chân núi. Mọi người đứng chết trân thật lâu, nhìn chăm chú vào những anh hùng say giấc ngủ ngàn thu, hốc mắt của mọi người đều có một chút ương ước. Tới sáng sớm ngày thứ 11, dưới sự chỉ huy của Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên, toàn bộ đội quân tham chiến tập trung ở đây tiến lên phía trước bia đàn. Theo sau Quân Mặc Tà cùng với Mai Tuyết Yên, tổng cộng hơn 20 vạn người, ai ai cũng đứng thẳng, nét mặt nghiêm trang, hướng về dãy mộ bia, trầm mặt chỉnh tề, khấu đầu ba lượt. Gió thu ở trên bầu trời gào thét, bỗng nhiên tăng mạnh, càng ngày càng lộ ra một vẻ thê lương, dù số lá cây từ phương xa thổi tới, quấn bay trên không trung. Chiến kỳ của liên quân đại lục cao cao sừng sững ở giữa không trung, bị gió thu quét qua, vang lên từng tiếng dù dù lạc phật. Thời khắc khải hoàng cuối cùng cũng đã tới. 20 vạn người, tất cả không nói gì, chỉ có một mảnh yên lặng giống như tang lễ. Sau một hồi lâu, quân kỳ rốt cuộc triển động, quân đội nhanh thứ nhất dẫn đầu xuất phát rời đi. Rất nhiều người, rất nhiều,
cho đến khi đi thật xa kia, vẫn chốc chốc quay đầu lại. Tiếp theo, đội ngũ liên quân lục tục rời đi. Tới buổi chiều, sau khi một số lượng diện quân lục tục rời đi, nơi này đã có một chút trống vắng. Quân đội đến từ Thiên Hương Đế Quốc là đoàn người cuối cùng rời đi. Lúc này ở đây cũng chỉ còn lại có Thiên Phạt Nhất Mạch cùng chỉ đại quân Tà Quân Phủ. Quân Mạc Tà trầm mặt một hồi, rốt cuộc xoay người hướng về phía mọi người. Nơi đây toàn bộ những người của Tu Di đã vượt cấp Thánh Hoàng tiến lên một bước. Một tiếng vang lên, trong đám người kia có thật nhiều người đứng dậy liếc mắt qua, liền có thể ước lượng được có khoảng tới mấy ngàn người. Quân Mạc Tà nhìn qua từng người một, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt tàn nhẫn, cắn răng nói: "Gọi các ngươi đi ra, chính là giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này dị thường gian khổ, lại nhất định phải hoàn thành. Nếu như không hoàn thành, các ngươi hãy cùng những huynh đệ kia đem chính mình chôn ở chỗ này đi." Thanh âm nói chuyện của Quân Mạc Tà đanh thép dị thường, ngay cả Ma Tứ Kiên cũng mới nghe qua lần đầu tiên Quân Mạc Tà dùng loại khẩu chiến này để mà nói chuyện. Ánh mắt của mọi người đều sáng như sao, chăm chú nhìn Quân Mạc Tà. Từ khẩu khí của hắn, bọn họ có thể hiểu được Quân Mạc Tà gọi bọn hắn bước ra, tất nhiên muốn làm một đại sự kinh thiên động địa. 5.000 người phân thành 5 đội, do Ưng Bắc Không, Phong Nguyễn Dân, Sở Khắp Hồn, Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu dẫn đầu. Giết vào lãnh địa của ngoại tộc, lật từng tất đất, triệt để tiêu diệt chủng dị tộc. Nhất định phải trảm thảo trừ gan, thốn thảo bất lưu, không chừa một cọng. Dân, những cao thủ Thánh Hoàng ở đây chỉnh tề hô lên một tiếng đồng ý. Ánh mắt Quân Mạc Tà lạnh lạnh, nhìn về hướng nam của Thiên Trụ Sơn trầm giọng nói: "Phía bên ngoại tộc đã mất đi cường giả có thể chịu được một trận chiến. Mục đích duy nhất của trận chiến này chỉ là muốn nhất lao vĩnh vật, vĩnh viễn tiêu diệt hậu quả. Ta ở Thiên Phạt chờ tin các ngươi chiến thắng trở về, tin rằng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Toàn bộ Thánh Hoàng cao thủ lại chỉnh tề đồng ý một tiếng. Mai Tuyết Yên nhìn khói bếp ở phương xa, thở dài một hơi, đột nhiên nói: "Mạc Tà, ngươi có phát hiện ra không? Tại đây trong cuộc chiến xâm lược này, phía bên Phiêu Miểu Uyển Phủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện giúp đỡ. Bằng quan hệ giữa Phiêu Miểu Uyển Phủ và Tam Đại Thánh Địa thì cái chuyện này quả thật rất khác thường. Phiêu Miểu Uyển Phủ tuy rằng từ đầu không có trực tiếp tham gia cuộc chiến xâm lược, nhưng mà không thể thiếu âm thầm hỗ trợ chứ. Lúc này là lúc Thiên Trụ Sơn sụp đổ, tình thế nghiêm trọng, mà lại hoàn toàn không có tin tức từ Uyển Phủ. Chuyện này không khỏi có một chút vô lý." Quân Mạc Tà gật gật đồng ý. Không sai, việc này có thể có vẻ gì đó kỳ quái. Trong lòng bắt đầu cân nhắc, trong Uyển Phủ rốt cuộc vì sao mà không đến trợ chiến? Chẳng lẽ là bởi vì chiến cuồng đã về tới tận Uyển Phủ sao? Thất đại thế gia khác, ốc không có mang nổi mình ốc. Vừa nghĩ tới đó, lại nhớ đến chiến cuồng, Quân Mạc Tà kìm lòng không được. Lại nói thêm, kể từ cái trận chiến ấy cho đến bây giờ là một đoạn thời gian rất dài. Chiến cuồng nếu thật sự cần hút huyết nhục nhân loại để mà tăng thể lực, vậy lúc này không biết đã hút được bao nhiêu. Chiến cuồng chưa tu luyện hoàn thành đã khó đối phó như vậy, bây giờ hút máu nhân loại nữa, không biết rốt cuộc có thể mạnh đến cái hạng nào rồi. Chương 1233, mất trí phát điên. Tiếp tục đi lên phía trước thì thấy Tiền Quân đã đến được một cái thôn xóm kia, không biết vì sao đột nhiên ngừng bước. Ngay sau đó liền có người thúc ngựa hướng về phía mình mà đến, dỗ dàng cấp tốc, dường như phát hiện ra cái gì hoặc gặp phải cái chuyện gì khác lạ. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nhìn nhau đều chẳng hiểu gì cả. Nhiều ngày chưa có từng tiếp xúc cùng ngoại giới, gặp được người đương nhiên là một chuyện vui, nhưng mà cũng không đến mức là chuyện hiếm. Đang lúc đại quân tiến lên mà Tiền Quân đột nhiên dừng lại, tất là có biến cố trọng đại rồi. Chỉ là đối mặt với đại quân của Thiên Phạt cùng với liên quân Tà Quân Phủ, tổng cộng hơn 10 vạn cao thủ ngoài cấp tôn giả, chẳng lẽ còn có thể gặp cướp đường hay sao chứ? Nếu thật sự có kẻ chặn đường mà cướp bóc, vậy thì đúng là trào phúng rồi. Không bao lâu, người kia đã đến trước mặt. Phủ chủ, thôn trang phía trước xuất hiện một cái tình huống dị thường cực đoan. Toàn bộ thôn trên dưới 100 người đã toàn bộ tử vong, tử trạng xem qua đều quá thành thây khô.
Thị vệ kia đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cái chuyện quỷ dị ngoài dự đoán của mọi người kia đã khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Thầy Khô, Quân Mặc Tà nhướng mày, nhất thời nhớ đến chiến cuộc. Nhìn qua là biết, đây là một thôn xóm rất nhỏ, bên trong nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 20-30 hộ gia đình. Nhưng mà giờ khắc này, trong thôn làng đã không còn một chút hơi thở nào của người sống. Trong sân vườn hay là đường mòn thôn trang, ngổn ngang đầy xác chết. Mai Tuyết Yên nhìn thấy khối thi thể của một tiểu cô nương trên mặt đất, nghiến răng, nghiến lợi nói. Nhìn những cái dấu hiệu biến chất trên thi thể, ta đoán thảm kịch này đã phát sinh được nửa tháng rồi, thậm chí còn lâu hơn. Quân Mạc Tà chậm rãi dựng thẳng thân thể, sắc mặt trầm trọng lặng lẽ nói. Không có nghi ngờ nữa, chính là hắn rồi, chỉ có chiến cuồng mới có thủ đoạn thế này, cũng mới có thể làm ra cái chuyện điên cuồng như thế. Sao? Chiến cuồng? Là hắn sao? Làm sao có thể? Hắn đã... Mai Tuyết Yên mở to hai con mắt, không dám tin đây là sự thật. Chính là cái tên chiến cuồng đó, kẻ trước kia đã bị chúng ta đánh rơi vào trong miệng núi lửa. Hắn vốn có thân thể bất tử bất diệt, hiện giờ hút thêm nhiều máu như thế, thiết nghĩ sẽ càng khó đối phó hơn trước kia. Khó đối phó cũng phải đối phó, mặc kệ cái giá phải trả như thế nào đi chăng nữa, cái loại ác ma giống thế này nhất định không thể để cho hắn sờ sờ sống trên thế gian mà di hòa được. Mai Tứ Kiên oán hận nói, chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn hoàn toàn, trả lại hai chữ thanh bình cho trời đất. Trong mắt Quân Mặc Tà càng ngày càng bừng bừng lửa giận. Chiến cuồng, ngươi tán tận thiên lương đến thế này, mất trí phát điên sao vậy? Thời gian cách ngày đại chiến cùng với chiến cuồng tổng cộng chỉ còn hơn 10 ngày nữa, vậy mà đã có hơn 3 vạn người gặp nạn. Thử hỏi thủ đoạn hành hung tàn nhẫn tới mức nào, khủng bố tới mức nào, sự hung tàn của tên ác ma này có thể nói vô tiền khoản hậu. Đại quân sau khi mà trải qua gần một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng cũng toàn diện quay trở về với căn cứ của Thiên Nam. Độc Cô Tiểu Nghệ, Quảng Thanh Hằng đã chờ người tới mỏi mắt. Giờ phút này nhìn thấy đám người Quân Mặc Tà trở về, tất cả vui mừng quá đỗi, ồn ào đi ra nghênh đón. Nhưng mà khi mọi người thấy sắc mặt khó coi chưa từng có của Quân Mặc Tà, đều không khỏi lấy làm lạ. Ngoại tộc đã diệt toàn bộ, Tam Đại Thánh Địa toàn bộ đã bị thiêu cháy. Trước mắt, cái gì có thể làm cho Lan Quân buồn rầu như vậy? Chờ tới khi nghe được Mai Tuyết Yên giải thích cái chuyện thay khô suốt dọc đường đi này, mọi người mới thật sự hút một hơi khí lạnh. Quân Mạc Tà với vẻ mặt khó coi, liên tiếp hạ lệnh không ngừng, lệnh cho toàn bộ quyền thú tập trung đợi lệnh, ban khắp thiên hạ. Một khi mà có tin tức liên quan, lập tức báo về, lại báo cho các quốc gia khác về việc chiến cuồng. Việc tiếp theo chỉ là kiên nhẫn chờ đợi tin tức, đồng thời gia tăng cái thời gian tu luyện. Quân Mặc Tà dự cảm được lần này đối phó với chiến cuồng không cần nghi ngờ sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ. Nếu không thể làm tốt cái khâu chuẩn bị, đến lúc đó kẻ gặp bất lợi là bản thân của mình. Miêu Tiểu Miêu sau khi mà nghe về chuyện này, kẻ xuất thân từ quyển phủ của nàng đây, cảm thấy lo lắng vô cùng, e sợ là chiến cuồng tiến vào quyển phủ quấy rối khắp nơi. Theo những gì mà Quân Mặc Tà miêu tả, công lực hiện nay mà chiến cuồng đang có được, nhìn khắp cả quyển phủ không có ai địch nổi. Quân Mặc Tà tuy rằng trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể không an ủi Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu lúc này thoáng yên tâm, nhưng mà vẫn sống trong lo âu thấp thỏm, một ngày dài đến một năm. Riêng Quân Mặc Tà trong lòng vẫn còn có một nghi vấn thật lớn. Người khác có thể không biết rõ tình hình, thế nhưng hắn vẫn biết, trong quyển phủ tuy rằng quả thật không ai có thể so với chiến cuồng, nhưng Miêu gia lại tồn tại một kẻ siêu cấp cường giả, là một đệ tử truyền thế của Cửu Ưu Thập Nhất Thiếu lúc còn sống, chính là thầy của chiến cuồng, Nhất Nhất Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành tuyệt đối là siêu cấp cường giả, cường hẳn hơn so với chiến cuồng vô số lần, lại là thánh cấp cường giả duy nhất trên thế gian này. Cho dù bởi vì đủ loại duyên cớ mà tổn hao thực lực, bị cái gì không thể gặp ánh sáng gì đó, nhưng mà chắc không đến nỗi có thể để cho chiến cuồng làm săn làm bậy như vậy. Nhưng mà nếu thật là như thế thì giải thích việc quyển phủ không có động tĩnh gì như thế nào đây? Từng ngày trôi qua, nhưng mà trước sau không có tin tức gì truyền tới.
Có một ngày, Kiều Ảnh chưa hết bi thương, đột nhiên tìm đến Quân Mặc Tà. Sau khi mà trở về từ Thiên Trụ Sơn, Kiều Ảnh luôn trầm mặc ít lời, cả ngày khó khăn lắm mới thốt ra một câu, là nữ nhân giang hồ, tuy rằng không đến mức bởi vì cực độ bi thương mà lấy nước mắt rửa mặt, nhưng mà trầm mặc như Kiều Ảnh bây giờ cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Tìm ta có chuyện gì sao? Lúc trước, Quân Mặc Tà ở bên trong Hồng Quân Tháp thời gian dài như vậy là để lặng lẽ luyện công, chuẩn bị phá vỡ cảnh giới Hồng Quân Tháp tầng thứ 8. Đột nhiên, nghe Kiều Ảnh đến đây muốn gặp mình, liền lập tức kết thúc tu luyện, trở mình đi ra. Chương 1234, ta không ngại nói ra. Cổ Hàn, Quân Mặc Tà yên lặng một trận, sau một lúc lâu mới nói, Kiều cô nương, vì sao mà đột nhiên hỏi như vậy? Ta hy vọng có thể nghe được lời nói thật của phủ chủ đại nhân, bởi vì ta biết trong chuyện này tất có ẩn tình. Thanh âm của Kiều Ảnh rất thấp cũng rất trầm nhưng mà trật tự rõ ràng. Ngày đó, ngươi đến thánh địa, mục đích lúc đầu là muốn để cho ta cùng với Tà Quân phủ phối hợp tác chiến. Ngươi cũng đã nhìn trúng độc môn tuệ nhãn thần thông của ta, hy vọng có thể vào lúc đối phó với ngoại tộc Chí Tôn Thiên Nhẫn để cho ta phát huy sức mạnh. Có phải không? Quân Mặc Tà bất đắc dĩ gật đầu. Việc này không sai. Nhưng mà trong suốt quá trình chiến đấu lúc sau, ta từ đầu tới cuối đều không có ra tay, cũng không phải là không có cơ hội. Chính là Mai Tuyết Yên luôn luôn vô tình ngăn cản ta, trước sau không cho ta xông lên phía trước. Tuệ nhãn của ta trong suốt trận chiến này đến một lần cũng không có được thi triển. Đối với trận chiến này, vũ khí bí mật của thánh địa như ta đây đúng là một chút tác dụng cũng không có. Kiều Ảnh thản nhiên nói, thiết nghĩ đó là bởi vì ngươi đã đổi ý, cho nên Mai Tôn Giả mới không cho ta ra tiền tuyến giết địch, còn giữ ta lại hậu phương, mục đích duy nhất chính là bảo vệ ta, bảo đảm chắc chắn an toàn của ta, có phải như vậy không? Cái này cũng không sai. Quân Mặc Tà thản nhiên gật đầu. Nhưng mà ngươi vì sao thay đổi ý định ban đầu? Ta thật sự không có nghĩ ra có người nào còn có chuyện gì có thể thay đổi quyết định của ngươi. Kiều Ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà trân trối. Đáp án duy nhất chỉ có một chuyện xảy ra vào cái ngày ngươi cùng sư phụ Cổ Hàn của ta nói chuyện. Ngươi khẳng định đã nói cái gì đó với ngươi, thuyết phục ngươi, cho nên ngươi mới thay đổi ý định ban đầu. Quân Mặc Tà tròn mắt chống đỡ. Kiều Ảnh lại có thể liên hệ đến chuyện này, nhưng mà vấn đề này bây giờ không có dễ trả lời, dường như trả lời như thế nào cũng đều không đúng. Kiều Ảnh lấy ra khối ngọc bội kia từ trong lòng, để trong lòng bàn tay lặng lẽ vuốt ve, thấp giọng nói, cho nên ta muốn biết sư phụ ta người rốt cuộc đã nói gì. Tin rằng lão nhân gia đã có dự tính đối với tương lai của ta rồi. Ta muốn biết hắn muốn an bài ta như thế nào. Ta biết ta không nên tùy tiện hỏi phủ chủ đại nhân. Chuyện này có thể sẽ khiến cho phủ chủ đại nhân khó xử. Nhưng mà thật sự ta muốn biết sư phụ đối với ta mà nói không chỉ là người khai sáng mà còn giống như là thân phụ, phủ chúa đại nhân. Ta xin ngươi nói cho ta biết đi. Kiều cô nương, ngươi khát không? Ta muốn uống một chén nước trước đã. Có ai không? Bưng chén trà lại đây đi. Quân Mặc Tà đột nhiên có một chút xấu hổ, nhất thời không phản bác được, bất đắc dĩ lại dở cái chiêu cũ rách kia để mà lảng tránh. Nếu như phủ chủ đại nhân có điều gì khó xử, xin cứ nói rõ, ta nhất định có thể chịu đựng được mà. Kiều Ảnh đem ngọc bội gắt gao, quý trọng, ôm trước ngực, nhìn Quân Mặc Tà dị thường kiên định. Quân phủ chủ, xin người nói thẳng ra đi. Kiều Ảnh nhẹ giọng nói tiếp. Đạo làm đệ tử, ta thế nào cũng hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, bằng không ta có mặt mũi nào mà tiếp tục tồn tại trên đời này. Kiều Ảnh xoay người, trên mặt lộ ra một vẻ thê lương, trầm giọng nói. Không đợi Quân Mặc Tà mở miệng nói cái gì, Kiều Ảnh thê lương nở nụ cười buồn thảm. Người khác là cô nhi, nhưng mà dù sao cũng có thân nhân của mình, hoặc giả là người nhận nuôi nàng, hoặc là hàng xóm, hoặc là cho dù là phụ mẫu đều mất, cũng còn có thân thích bằng hữu, chú bác, trưởng bối, tri kỷ bạn bè. Nhưng mà ta chỉ trong vòng có một ngày đã mất hết tất cả, không còn lại gì. Cái gì là hai bàn tay trắng? Ta Kiều Ảnh lúc này thật sự được trải nghiệm rồi.
Kiều Ảnh ngước lên hai mắt đẫm lệ, thiết tha nói, hai bàn tay trắng, chớp mắt không còn thân nhân nữa rồi. Nếu như phủ chủ đại nhân vẫn không có chịu đem Di Ngôn sư phụ nói cho ta biết, ta cứ ngốc nghếch sống qua ngày như vậy sao? Kiều Ảnh buồn bã, thật sự không còn nửa điểm ý nghĩa mà. Quân Mặc Tà khẽ tằng hắn, không phải ta không muốn nói, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào mới phải đây, những cái lời kia thật sự là... Quân Mặc Tà lại ho khan, trong lòng quyết định một chủ ý. Vô sĩ, thôi thì vô sĩ một hồi đi. Chờ sau vài chục năm nữa, Kiều Ảnh cũng bình tâm theo thời gian, mình sẽ lại đối với nàng tất cả chuyện này, để cho thời gian hòa tan hết thảy bi thương, hòa tan đến khi nàng có thể chấp nhận được. Kiều Ảnh gắt gao, nắm chặt hai tay, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ nổi lên cái màu trắng. Nàng cố hết sức khiến cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh hơn, để cho âm thanh của mình có vẻ hờ hững một tí, nhưng mà vẫn không ngăn được một chút run rẩy. Cảm ơn quân phủ chủ, ngài nói đi, ta tin mình có thể chịu được tin dữ này. Tin dữ gì? Không phải là tin dữ, kỳ thật là... Quân Mặc Tà làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng, có một chút cà lăm nói. Phải nói thế nào đây? Trời ơi, cổ hàng tiền bối vào cái đêm trước đại chiến, sớm đã quyết định liều mình vì thánh địa, nhưng mà lại không yên lòng với cô gái yếu đuối như ngươi, bởi vậy gọi ta đến là gì? Là lão nhân gia đã nói cái gì? Kiều Ảnh khẩn trương hỏi dồn. Lúc ấy cổ hàng tiền bối đã nói như vậy, quân phủ chủ, lão phu có một việc không yên lòng. Ta mới hỏi chuyện gì? Quân Mặc Tà nói, cổ hàng tiền bối nói, Kiều Ảnh nha đầu này tuy rằng cũng có một chút tu vi, nhưng mà thái độ làm người thật sự quá thật thà, rất đơn thuần, hoàn toàn không có tâm cơ gì đáng nói. Lão phu thật sự không có yên lòng, đây là vướng bận duy nhất của lão phu vẫn còn canh cánh trong lòng, cho nên lúc này trịnh trọng đem nha đầu phó thác cho tiểu tử ngươi. Kiều Ảnh kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc ấy ta mới nói xin cố lão yên tâm, quân Mặc Tà đương nhiên chiếu cố Kiều Ảnh cô nương chu đáo, chăm sóc cả đời. Quân Mặc Tà đầu đầy mồ hôi, không ngờ cổ hàng tiền bối lại nói cam đoan như thế cũng vô dụng, nếu như mà tiểu tử ngươi có thể hứa hẹn sau đại chiến cưới nàng làm vợ, lão phu mới thật sự yên tâm. Tiểu tử ngươi không phải là quá nhiều điểm tốt, nhưng mà đối với lão bà của mình quả thật không tồi. Cái gì gọi là vô sĩ đến cực hạn đây? Thế này là quá lắm rồi, cái luận điệu vô sĩ như vậy quả nhiên đinh tai nhức óc. Kiều Ảnh nghe như vậy kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng trước đó đã dự đoán qua vô số trường hợp, nhưng mà thế nào không có nghĩ tới di ngôn của sư phụ mình là như thế. Trong lúc nhất thời, cái mặt cười đỏ bừng, xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm một kẻ nứt nào trên đất mà chui vào. Luôn cả đời trong đó, trăm ngàn lần không thể tưởng tượng được, mình ôm lấy cái tâm tư, cơ hồ thương tâm đến chết, hỏi quân Mặc Tà nghe được cái tin tức cái loại thế từ miệng của hắn. Cho nên xấu hổ mà nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì vậy? Kiều Ảnh quẩn bách xấu hổ một hồi mới tức giận quát lớn. Làm sao ta có thể nói hưu nói vượng, ta vốn không có muốn nói, là ngươi ép ta nói mà. Da mặt của quân đại thiếu hiển nhiên đã dày đến trình độ khó lường, đối mặt nói chuyện hôn sự với cô nương gia lại một bộ đúng lý hợp tình, thật giống như đang nói ngươi cưỡng bức ta. Bây giờ sao lại không nhận tội? Ngươi không phải là nói ngươi có thể tiếp thu bất cứ hậu quả gì đó sao? Chương 1235, lên núi đào xuống chảo dầu. Một cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận, còn có thương cảm, hoặc nói có một chút cảm giác buồn bã tự nhiên nảy sinh trong lòng. Thật nhiều cảm xúc phức tạp tới cực điểm lại trỗi dậy cùng một lúc, cái loại cảm giác rối loạn này thật sự khó có thể hình dung. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng của mình có một cảm xúc khó tả. Trong lúc cấp bách, vẫn nhịn không được mà liếc tên Quân Mặc Tà kia một cái. Độ dày da mặt quán, phỏng chừng Thiên Trụ Sơn cũng phải cúi đầu xưng thần. Có chặt đầu, ta cũng không tin. Nếu đã không thể mở miệng, vậy dứt khoát không cần mở miệng đi. Chuyện hôm nay phủ chủ đại nhân cứ coi như chưa từng phát sinh. Kiều Ảnh đương nhiên biết nên sống như thế nào,
cũng không cần phủ chủ đại nhân lao tâm phí sức miễn cưỡng để làm. Kiều Ảnh đã nói rõ ràng, quay đầu để lại câu cuối cùng, sau đó mang theo một làn gió thơm phiêu phiêu lắc lắc bay mất. Kiều tử đại nhân không có biết là e lệ rụt rè hay là tức giận quá mức, vừa đi cái mặt đỏ lên bừng bừng, hạ thấp thanh âm mắng một câu, vẫn là cái tên đăng đồ tử chết tiệt cái ngày đó. Mấy ngày tiếp theo, khắp miền đại lục vẫn cứ như cũ, bình lặng, không sóng gió. Cứ như chiến cuồng đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, cái cuộc thảm sát thây khô tương tự không còn phát sinh nữa, mà phía bên Phiêu Miểu Uyển Phủ vẫn yên lặng như trước, hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí không có bất kỳ một chút tin tức truyền tới. Quân Mạc Tà trong khoảng thời gian này lại càng thêm thần long kiến thủ bất kiến dĩ, khó mà thấy mặt. Mỗi buổi tối có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, cứ tầm đó là đại thiếu gia đi tìm Quảng Thanh Hằng, Độc Cô Tiểu Nghệ, Miêu Tiểu Miêu, hoặc là Đại Bị Đồng Miên, hoặc là một mình tập luyện, thuận tiện lúc ăn cơm trêu chọc chúng nữ ba qua vài câu. Nhưng mà vào ban ngày, đại thiếu không thấy bóng dáng, ở lì trong Hồng Quân Tháp dốc lòng tu luyện, mỗi ngày 12 canh giờ, cũng có khoảng 8 canh giờ đều dùng vào chuyện luyện công. Không chỉ có là hắn, Mai Tuyết Yên cũng vậy luôn, mỗi ngày đi theo Quân Mạc Tà vào Hồng Quân Tháp luyện công, toàn lực dốc sức tăng tu vi của mình. Hiện tại cả Thiên Phạt, thậm chí là toàn bộ Quyền Quyền đại lục, chỉ có hai người bọn họ thực lực cực mạnh. Nếu như một khi mà chiến cuồng xuất hiện, đương nhiên hai người bọn họ sẽ là chủ lực xuất chiến, ngàn vạn lần không thể lơ là. Mai Tuyết Yên không giống Quân Mạc Tà, tu vi của Quân Mạc Tà và cảnh giới khai thiên tạo hóa công là cân bằng nhau, ngay cả tâm cảnh cũng có thể chậm rãi điều chỉnh, cảnh giới tâm tình, tinh thần, cấp độ hùng hậu của công lực, khai thiên tạo hóa công tiến cảnh, Hồng Quân Tháp cảnh trà. Đây đều là thành tựu đồng bộ hoàng mỹ, hợp lại với nhau thành một khối. Sau khi đa số phần ở trong đó dung hợp thành công, có nghĩa Quân Mạc Tà lần thứ hai đạt tới cảnh giới đột phá. Ngoài việc đạt tới cảnh giới khai thiên tạo hóa công tầng thứ 8, lúc nào cũng có thể đột phá lần thứ hai. Đây cũng là đặc tính đặc biệt của Quân Mạc Tà mới có, người khác mong cũng không được. Hơn nữa, ngũ hành chi lực trong cơ thể của Quân đại thiếu gia, phong vân chi lực, lôi điện chi lực, những lực tự nhiên thần thông đó cũng đều đạt được cân bằng hoàn mỹ. Hiện tại duy nhất thiếu cũng chỉ có âm dương lực. Lúc này Quân Mạc Tà đang ở trạng thái di diệu dương kháng âm ức. Một khi có thể điều chỉnh đến mức âm dương hòa hợp, sẽ tức thời mở ra Hồng Quân Tháp tầng thứ 8, chính thức đi vào trọng cảnh giới khai thiên tạo hóa công tầng thứ 8. Nhưng Quân Mạc Tà lại mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể nóng nảy được. Công lực chưa có đến độ mà tùy tiện tăng lên, sợ không phải là chuyện tốt. Nếu như không cẩn thận mà dương lục âm tiêu, kháng long hữu hố chẳng hạn, mọi chuyện sao hỏng bét. Cho nên Quân Mạc Tà lúc này đang trong Hồng Quân Tháp, đem hết lực lượng có thể rèn luyện mình, tâm cảnh và toàn bộ các lực lượng thuộc về hắn. Bất luận là quyền công hay là thần thông thuộc pháp, toàn bộ năng lực đều đang bị nén chặt, dính liền với nhau. Sau đó tiến một bước thuần thục nắm giữ, cuối cùng đem tất cả nhào thành một khối. Còn Mai Tuyết Yên thì lại là toàn tâm toàn ý trùng kích khai thiên tạo hóa công. Nàng và Quân Mạc Tà khác nhau quá nhiều, tâm cảnh của nàng và công pháp cảnh giới cách cực xa so với cảnh giới khai thiên tạo hóa công mà nàng hiện nay đang đạt được. Công lực hiện tại của Mai Tuyết Yên tăng lên rất nhiều so với lúc mới trở về. Quân Mạc Tà không ngừng luyện đan, Mai Tuyết Yên đương nhiên là người đầu tiên dùng tới. Cứ tăng lên từng chút như thế, công lực đã đến Thánh Quân cấp 4, mà tu vi khai thiên tạo hóa công của nàng chỉ mới đột phá tầng thứ 3. Không thể nghi ngờ, chính là khuyết điểm tương đối rõ ràng. Thật giống như thân thể của một người đồng thời tồn tại cả trời và đất vậy, thật sự quá chênh lệch. Cho nên Mai Tuyết Yên nhất định bỏ ra nhiều công phu vào khai thiên tạo hóa công hơn, mau chóng đem tu vi cảnh giới của bản thân tăng lên. Bằng công lực mạnh mẽ Thánh Quân cấp 4 của nàng, nếu không có tâm cảnh tương đối để chế ngự, rất dễ dàng xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Mà nàng không có giống Quân Mạc Tà có Hồng Quân Tháp giúp đỡ, mà muốn có thể khống chế công lực Thánh Quân cấp 4, ít nhất cũng phải có được cảnh giới khai thiên tạo hóa công tầng thứ 5. Như vậy mới ngang ngang nhau vận dụng bình thường
tiến tới phát huy. Bây giờ đã qua suốt 3 tháng, phía bên Phiêu Miểu Uyển Phủ vẫn chưa có một chút động tĩnh nào. Thậm chí là Miêu Đao, Miêu Kiếm bọn họ cũng không có tới đây, thậm chí toàn bộ không có một chút tin tức. Điều này thật sự có một chút dị thường. Lại liên tưởng tiếp, Chiến Cuồng đột nhiên mai danh ẩn tích, cùng với chuyện hắn vốn là thủy tổ chiến gia Uyển Phủ, Quân Đại Thiếu Gia cũng có một chút đứng ngồi không yên, cho nên đã quyết định cứ tiến thẳng vào trong Uyển Phủ xem rốt cuộc có chuyện gì. Nếu quả thật Chiến Cuồng làm loạn trong Uyển Phủ, hoặc có thể mượn sức của Miêu Khuynh Thành hoàn toàn giải quyết Chiến Cuồng thì thật là tốt. Chỉ là lần này xuất hành dường như đã khiến cho cả tà quân phủ đều náo loạn cả lên. Đám người Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàng Yên Mộng sống chết đều muốn đi theo. Thậm chí Quảng Thanh Hằng trước nay trăm tỉnh cũng đều có một chút chờ mong. Mấy người Tiểu La Lị kia lại trực tiếp đem ánh sáng u quán tập trung trên người nào đó. Cho tới bây giờ vẫn chỉ có Quảng Thanh Hằng và Độc Cô Tiểu Nghệ, còn có Miêu Tiểu Miêu, ba người được an định tâm hoàn. Những người khác còn lại đang bị treo lên phía ngoài kia. Đừng nói là mưa dầm thấm đất, ngay cả cơ hội xung phong một khắc cũng không có. Khó khăn lắm mới an ổn được. Quân Mạc Tà lại muốn đi ra ngoài, chuyện này làm sao được chứ? Quân Lão Gia Tử từ sau khi dọn đến Thiên Phạt Xâm Lâm, cuộc sống gia đình yên ổn khiến cho người khá là nhàn nhã tự tại. Thỉnh thoảng đánh dài giang cờ, thưởng dài ấm trà, lúc thích đi câu cá, luyện công, rảnh rỗi lại xem sách, có một chút thỏa mãn với cuộc sống như vậy. Muốn nói còn có gì tiếc nuối, chính là cháu trai thì có đó, thế nhưng muốn có chắc trai lại chưa có hy vọng gì. Cái thằng nhãi Mạc Tà kia cũng không có cố lên tí nữa, đã lâu như thế rồi không có làm to cái bụng cô nào cả, thật sự làm nhục cả tộc nhà họ Quân. Không phải là Lão Gia Tử tự cao tự đại, chính ngài có ba đứa con trai, đứa con cả Quân Vô Hối chừng 30 tuổi đã có con. Con thứ ba Quân Du Ý tuy nói là muộn hơn, nhưng mà Hàng Yên Giao hiện giờ cũng đã có rồi, dược trước Quân Đại Thiếu Gia rồi, cho nên Quân Đại Thiếu Gia đích thật là có một chút làm nhục môn phong. Chỉ có mẹ Quân Mặc Tà, Đông Phương Dẫn Tâm phu nhân, trong vòng khoảng thời gian này rất yên lặng, thường xuyên ngồi một mình trong phòng, lặng lặng xúc thần. Có đôi khi cho dù là Quân Mặc Tà cầu kiến cũng đều không muốn gặp. Được Quân Đại Thiếu dân thuốc bồi bổ, Đông Phương Dẫn Tâm chẳng những không có một chút già nua nào, ngược lại càng lộ ra cái vẻ trẻ trung. Nếu nhìn khuôn mặt cũng chỉ như 27-28 tuổi thôi. Nhưng linh dược tẩm bổ dù gì cũng chỉ là bồi dưỡng thân thể, không lấp đầy được thiếu thốn trong nội tâm. Quân Mạc Tà có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung và chán nản trong lòng của mẫu thân. Mẫu thân, ngài có bên trong không? Quân Mạc Tà lại đến thăm. Có, Mạc Tà ngươi, chờ một chút đi. Đông Phương Dẫn Tâm hoảng loạn, lau nước mắt, thu lại bức họa của Quân Vô Hối. Xoay qua gương, xác nhận mình không có gì dị thường, lúc này đi ra mở cửa. Quân Mạc Tà đi vào phòng, nhảy bén cảm ứng được trong phòng, có hơi thở hết sức bị thương, không khỏi thở dài. Mạc Tà, tại sao mà hôm nay xong việc sớm vậy? Đông Phương Dẫn Tâm nhìn con của mình, vẻ mặt hờ hững, dường như không có việc gì, lập tức gượng ra một tia cười nhợt nhạt. Mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến rồi, xử lý chút chuyện nhỏ, cố ý lại đây nói chuyện với mẹ một chút, để miễn cho mẫu thân ngài lo lắng. Sao, lại phải ra ngoài hả? Đông Phương Dẫn Tâm hơi hơi nhíu mày. Có nguy hiểm không? Lời nói ra khỏi miệng mới phát hiện câu hỏi của mình có một chút ngốc. Cho dù có gặp nguy hiểm, đứa con làm sao có thể thành thật nói với mình chứ? Đứa con trai này cho tới bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không có nói chuyện xấu. Con nói rồi, chỉ ra ngoài xử lý một chút chuyện thôi, làm gì có nguy hiểm. Thật ra là con thấy hơi nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo mà thôi. Quả nhiên Quân Mặc Tà hời hợt nói như vậy. Cho dù thực sự có nguy hiểm thì ngươi sẽ nói với ta sao? Đông Phương Dẫn Tâm trừng con mắt với đứa con một cái. Có điều ngươi đến cũng đúng lúc, ta có việc đang muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Quân Mặc Tà nghi hoặc. Mặc Tà, ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, là một đại nam nhân rồi, hơn nữa còn có nhiều cô nương như vậy cùng đi theo. Đông Phương Dẫn Tâm chậm rãi nói, cứ không danh không phận như vậy cũng không phải là chuyện hay gì, vẫn nên giải quyết rõ ràng đi, không nói đến người khác.
chỉ riêng Miêu Nha Đầu kia, người ta cái gì cũng đều cho ngươi rồi, ngươi làm sao mà cũng không cho người ta một cái danh phận vậy? Còn có Tuyết Yên nữa, ngươi xem đi, người ta là cái gì? Còn có Khả Nhi rồi Mỏng Nhi. Đồng Phương Dẫn Tâm không để ý tới cái miệng càng lúc càng há lớn của Quân Mặt Tà, đem các nàng nói tới mấy lần, cuối cùng nhanh gọn lại một câu: xem ngươi chừng nào rảnh rỗi liền nhanh chóng đại hôn đi. Chương 1236 tiêu tan. Cái gì? Đại hôn? Quân Mặt Tà khổ não miếu máu cười. Đại hôn của mình có vẻ như cũng không phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy, hơn nữa cũng không có hoàn toàn là chuyện của mình. Đại hôn Tà chi chủ, đây là chuyện trọng đại của cả cái đại lục này đó. Ở địa vị ngày hôm nay, cho dù mình muốn khiêm tốn một chút, chỉ sợ cũng không được. Mẫu thân, chuyện này cứ để sau hãy nói đi. Thật ra cái chuyện lần này phải xử lý, đúng là có liên quan đến nhà của Tiểu Miêu bên kia. Quân Mặt Tà trịnh trọng nói, phía bên Quyển Phủ mãi không có tin tức truyền đến, không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Con lần này đi ra ngoài chính là muốn xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Quân Mặt Tà ngoài miệng giải thích, nhưng mà trong lòng mơ hồ có dự cảm. Đồng Phương Dẫn Tâm đối với chuyện này sốt ruột là đương nhiên, nhưng mà hôm nay tùy tiện đề cập đến, không khỏi có một chút gấp gáp. Mẹ cũng chỉ muốn mau mau được bế cháu thôi, đừng nói là mẹ, ngay cả Mẫn gia gia của ngươi cũng nóng ruột lắm rồi đó. Đồng Phương Dẫn Tâm có vẻ hơi phật lòng. Ngươi lằng nhằng như vậy khiến cho mẹ thật sự không biết khi nào mới có thể bế cháu đây. Bây giờ mấy tỷ muội cùng tuổi của ta cũng đã được bế cháu hết cả rồi, có vài người con cũng sắp cưới vợ rồi kìa. Mà ngươi thì sao chứ, cư nhiên nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không có nói đâu xa, ngay cả đến tam thúc của ngươi, hai người bọn họ mới có bao nhiêu đâu. Chuyện này thì có gì liên quan đến tam thúc chứ, hai người bọn họ lúc nào cũng bùi ngùi ngọt ngọt cả, con làm không có được đâu. Mẹ, nếu mà hai người chúng ta cùng đi dạo phố, mọi người không tưởng ngài là muội muội của ta mới là lạ luôn đó. Con mà nói chúng ta là mẹ con, khẳng định không có ai thèm tin luôn. Vậy thì sao? Cho dù là người khác nhìn thấy trẻ như thế nào, trẻ có ích lợi gì, lòng của mẹ sớm đã già cỗi rồi. Đồng Phương Dẫn Tâm từ từ thở dài. Không có người kia, cho dù là tuyệt đại phấn hồng, quốc sắc thiên hương, cũng không có tránh khỏi sớm muộn sẽ thành một bộ xương khô thôi. Đồng Phương Dẫn Tâm lại cười khổ lắc đầu nói, Mạc Tà, mẹ đây không phải là tiểu hài tử, khổ tâm của ngươi rồi, mẹ hiểu được mà, mẹ biết. Con đang là cố gắng kéo dài thời gian thôi. Con hy vọng rằng theo thời gian lâu dần, mẹ sẽ không có quyết tâm như xưa nữa, dần dần quên đi tất cả. Con không có biết đâu, nam nhân giống như là phụ thân của con, khiến cho bất luận là ai cũng không quên được, buông không được mà. Nghe ngữ khí quyết liệt của mẫu thân, Quân Mặt Tà bỗng nhiên sững sờ. Trên thực tế, bản thân Quân Đại Thiếu Gia đã sớm biết cái việc này rất khó làm, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, nếu như phụ thân không thể hồi sinh, mẫu thân sẽ mất đi hy vọng sống. Cho nên biết rõ không thể làm, nhưng mà vẫn muốn thử một phen. Khai thiên tạo hóa công, Hồng Quân Tháp đã đem đến cho chính mình đủ loại kỳ tích như thế, thì sao đã vội tuyệt vọng được. Hơn nữa, sau khi mà xảy ra chuyện chiến cuồng sử dụng cửu quyển lưu sa để mà đắp nặng thành thân thể hắn, trong lòng Quân Mặt Tà cũng xuất hiện một cái ý nghĩ có khả năng thành công lớn hơn. Đợi sau khi mình đánh bại chiến cuồng, thử xem có đoạt được cửu quyển lưu sa gì đó không. Lại có thể tìm cách để mà sử dụng, lấy đó làm nguyên liệu, đắp nặng một thân thể giống y hệt trước kia của Quân Vô Hối. Phương pháp này đương nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng mà không phải là hoàn toàn không thể được. Nhưng câu nói của Đông Phương Dẫn Tâm khi nãy đã hoàn toàn gạt bỏ đi hy vọng cuối cùng trong lòng của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 251 Dị Thế Tà Quân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.